Đây là một cảnh tượng chân thật được quay lại tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Vâng, mọi người không nhìn lầm đâu. Đó là những gì đang xảy ra ở đại lục. Nhưng các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn giả vờ câm điếc về trận lũ lụt thảm khốc này và hiếm khi đưa tin về nó. Tuy nhiên, nhiều người dân cho biết đó chỉ là mới bắt đầu. Đỉnh điểm của cơn thảm họa lũ quét sẽ lên cao trào vào tháng 6 và tháng 7 sắp tới. Ngày 20 tháng 4 vừa qua, một thị trấn nhỏ thuộc huyện An Đức, tỉnh Quảng Đông đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong lũ, dường như không còn người sinh sống. Thanh Viễn, Anh Đức và Thiều Quang là những địa phương đang hứng chịu thiên tai nặng nề. Tuy nhiên, các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc không quan tâm. Hàng triệu người ở Quảng Đông, Trung Quốc đang có nguy cơ bị lũ nuốt chửng. Thời gian gần đây, miền Nam Trung Quốc đang gặp phải thời tiết cực đoan như đối lưu mạnh. Mưa lớn, mưa đá gây ra tình trạng nguy hiểm ở nhiều nơi. Vào ngày 20 tháng 4, 32 trạm thủy văn ở tỉnh Quảng Đông đã vượt mực nước cảnh báo. Một số con sông đã có dòng chảy cực đại, 50 năm mới xuất hiện một lần. Thời tiết đối lưu khắc nghiệt ảnh hưởng đến nhiều nơi ở Trung Quốc trong vài tuần qua. Tỉnh Quảng Đông hứng chịu mưa lớn và gió mạnh trong nhiều ngày. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã ban hành thông báo khẩn cấp. Các con sông, đường thủy và hồ chứa lớn của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đều đang có nguy cơ gây ra lũ lụt nguy hiểm, buộc chính quyền địa phương ngày 22 tháng 4 đã phải lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp để bảo vệ sự an toàn cho hơn 127 triệu người. Trong 12 giờ, bắt đầu từ 8 giờ tối ngày 20 tháng 4, các thành phố như Triệu Khánh, Thiều Quang, Thanh Viễn và Giang Môn ở miền Trung và miền Bắc Quảng Đông đã hứng chịu mưa lớn. Từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4 vừa qua, các nhánh sông Bắc Giang đã có dòng chảy cực đại. Tính đến 12 giờ 48 phút giờ địa phương ngày 20 tháng 4, có đến 105 chuyến bay chở khách tại sân bay Bạch Vân, Quảng Châu chưa khởi hành. Sau khi bị hoãn hơn 1 giờ, mức ứng phó khẩn cấp được nâng lên màu cam. Nhiều video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều ô tô bị nhấn chìm hoàn toàn trong lũ ở Triệu Khánh. Một người dùng viết trên Weibo như sau: "Xin hãy nhìn vào huyện Hoài Tập ở Triệu Khánh. Nơi đó đã trở thành một thị trấn nước, mất điện và không có tín hiệu. Người già và trẻ em ở nông thôn không biết phải làm sao." Một người dùng Weibo khác cho biết: "Đêm qua, trên đường cao tốc trở về nhà, trời mưa như thác nước, mưa suốt một tiếng rưỡi nên căn bản là không thể nhìn rõ đường." Thanh Viễn, Thiều Quang ở Quảng Đông cũng đã đình chỉ giao thông tàu thuyền trên nhiều con sông. Cục Hàng hải cũng đã điều động lực lượng túc trực và phối hợp với các tàu kéo khẩn cấp cùng tàu cứu hộ khẩn cấp. Người đàn ông này là một nông dân ở Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông. Ông nói trận lũ lụt đã khiến ông thiệt hại 100.000 nhân dân tệ. Lũ lụt ở một số thành phố ở đồng bằng sông Châu Giang đang làm dấy lên lo ngại về khả năng chống chọi với lũ lụt do điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở khu vực này. Theo truyền thông nhà nước, gần 20.000 người đã được sơ tán khỏi Thanh Viễn. Một số cơ sở điện ở Triệu Khánh bị hư hại, gây mất điện ở một số nơi. Theo truyền thông địa phương, giới chức Thanh Viễn cũng tuyên bố đóng cửa các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở. Quan chức tỉnh Quảng Đông kêu gọi các ban ngành liên quan của thành phố kích hoạt những kế hoạch khẩn cấp đối với thiên tai, đồng thời phân bổ kịp thời quỹ và vật liệu cứu trợ thiên tai, nhằm bảo đảm những người bị ảnh hưởng có lương thực, quần áo, nước uống và nơi ở. Chưa hết, ngày 21 tháng 4, tháp truyền hình Quảng Châu còn bị sét đánh liên tục 6 lần trong một giờ, cũng tiếp tục đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng. Theo thông tin, trong khoảng thời gian từ 19 đến 20 giờ ngày 20 tháng 4, tháp Quảng Châu thường xuyên bị sét đánh trúng. Hệ thống chụp ảnh đã chụp được hình ảnh quang học của 6 đợt sét. Thành phố Quảng Châu đã nâng cấp thông báo ứng phó khẩn cấp đối với các thảm họa khí tượng, bão và gió mạnh. Bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng, một số chuyến tàu tốc độ bình thường đi qua đường sắt ở Bắc Kinh, Quảng Châu, Kinh Cửu đã tiếp tục bị tạm dừng hoạt động.